Mỹ nữ 4.000 năm có một Cúc Tịnh Y liên tiếp lập kỷ lục, bỏ xa cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Người đẹp Cúc Tịnh Y thời gian gần đây liên tiếp đón nhận nhiều tin vui. Đó là những tin vui gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Cúc Tịnh Y là sao nữ hoa ngữ được mệnh danh là Mỹ nữ 4.000 năm có một. Sinh năm 1994, cô bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ. Bên cạnh ca hát, cô còn lấn sân sang điện ảnh. Nhờ sắc vóc xinh đẹp, cô nhận được vai chính trong nhiều dự án phim. Các tác phẩm tiêu biểu của cô có thể kể đến vân tịch truyện, tân bạch nương tử truyền kỳ, như ý phương phi và hoa gian lệnh. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng mảng thời trang của Cúc Tịnh Y lại khá kém khi chưa từng xuất hiện trên tạp chí tuyến trên và cũng chưa từng được diện thiết kế may đo cao cấp áo cốt chùa. Một số người trong nghề cho rằng tài nguyên thời trang của Cúc Tịnh Y kém là do năng lực hạn chế của công ty quản lý siba Có lẽ cũng chính vì điều này, Cúc Tịnh Y quyết định rứt áo ra đi dù công ty ra sức níu kéo. Hợp đồng giữa Cúc Tịnh Y và công ty giải trí C3 kết thúc vào đúng sinh nhật cô hôm 18 tháng 6 vừa rồi. Sau khi rời Sipa, Cúc Tịnh Y có bước tiến lớn trong mảng thời trang. Việc xuất hiện trên hai trang bìa tạp chí Wonderland tháng 8 đánh dấu lần đầu tiên Cúc Tịnh Y mở khóa trang bìa cao cấp. Đây cũng là trang bìa tạp chí thời trang đầu tiên của cô sau hơn 3 năm. Ngoài ra, tạp chí Wonderland còn đặt nhiều dấu mốc thời trang đầu tiên của Cúc Tịnh Y, tiêu biểu như Được thương hiệu hồng huyết đẩy bìa lần đầu tiên được diện thiết kế may đo cao cấp ao cốt chùa sau nhiều năm vào nghề. Mở khóa hai thương hiệu ao cốt chùa với trang phục mùa mới nhất. Vì sự đặc biệt của lần lên bìa Wonderland này, các fan của Cúc Tịnh Y đã ra sức ủng hộ idol. Khi mở đặt trước tạp chí Wonderland, trang web đã bị sập vì lượng truy cập quá lớn. Đến ngày mở bán chính thức, tạp chí bán được 21.000 bản chỉ sau 2 phút và vượt mốc 68.000 bản sau 10 phút. Sau một ngày mở bán, Tạp chí đã bán được 246.068 bản và ghi nhận doanh thu hơn 11 triệu nhân dân tệ. Với thành tích này, Cúc Tịnh Y leo lên top một doanh số trong các sao nữ, vượt qua hai đỉnh lưu đỉnh đám là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Tin vui tiếp tục đến với người đẹp khi cô sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí OK số Kim Cửu, tháng 9, số quan trọng nhất trong năm đối với một tạp chí. Ngoài những thành tích vượt trội về mảng thời trang, Cúc Tịnh Y còn gây ấn tượng khi siêu thoại của cô được xếp hạng 3 Kim Cương, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt thành tích này. Cùng chờ đón những thành công sắp tới của Mỹ nữ 4.000 năm có một trong thời gian tới nhé. Bạn nhận xét gì về thành công của Cúc Tịnh Y sau khi rời công ty giải trí C3? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau.